chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin dự báo thời tiết cho 3 ngày tới của kênh VTC 14. Ngày hôm qua, do nằm sâu trong khối không khí khô và lạnh, nên tại khu vực Bắc Bộ trời chuyển tạnh ráo và có nắng vào ban ngày. Tuy nhiên thì trời vẫn khá rét với nền nhiệt độ vào sáng sớm nay phổ biến từ 13 đến 16 độ ở vùng đồng bằng và trung du. Riêng khu vực vùng núi có nơi nhiệt độ còn ở mức từ 3 đến 6 độ. Đến trưa thì nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ và dao động trong khoảng từ 17 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc nên mưa vẫn duy trì và tập trung chủ yếu tại khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên. Trời tiếp tục rét tại phần phía Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định cho đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 biển động. Từ ngày mai, các tỉnh thành miền Bắc nước ta sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của dòng xiết gió Tây trên cao. Hình thế này sẽ gây ra nhiễu động trong bầu khí quyển. Vì vậy mà tiết trời sẽ không còn khô ráo như hai ngày vừa qua nữa, mà sẽ chuyển nhiều mây và có mưa. Tuy không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu và lệch về phía biển, nhưng nền nhiệt trên toàn Bắc Bộ vẫn duy trì khá thấp, trời vẫn rét và có nơi rét đậm. Người dân mà đặc biệt ở những vùng núi cao phía Bắc nên có biện pháp giữ ấm cho cây trồng và vật nuôi để đề phòng những thiệt hại do giá rét gây ra. Đến khoảng ngày 28 thì mưa sẽ giảm hẳn, có lúc trời hứng nắng nhẹ nên nền nhiệt trên khu vực sẽ có xu hướng tăng chậm. Còn đối với các tỉnh Trung Bộ, trong khoảng 2 ngày tới do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc, riêng các tỉnh phía Bắc Trung Bộ còn ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết trên cao nên khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi vẫn có mưa nhỏ rải rác. Đến khoảng ngày 28 thì các hình thế gây mưa sẽ suy yếu dần nên mưa sẽ giảm dần và chỉ còn xuất hiện cục bộ. Ban ngày có lúc trời mỏng mây hứng nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng dần. Lui xuống khu vực phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ do đã bước sang mùa khô nên khu vực này thời tiết phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng vừa phải, thuận lợi cho giao thông đi lại cũng như mọi hoạt động thường nhật của người dân nơi đây. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cho từng khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, vào ngày 26 và ngày 27 trời duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, độ ẩm tăng, trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất duy trì mức từ 15 cho đến 16 độ, ban ngày nhiệt độ cao nhất khoảng từ 21 cho đến 24 độ. Vào ngày 28 thì mưa giảm hẳn và chỉ còn xuất hiện ở diện vài nơi, tuy nhiên nền nhiệt vẫn duy trì mức thấp. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, vào ngày 26 và ngày 27 tháng 12, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, rải rác, độ ẩm tăng, trời rét. Nhiệt độ về đêm duy trì mức từ 12 cho đến 14 độ, ban ngày nhiệt độ dao động từ 18 đến 20 độ. Vào ngày 28 thì mưa giảm hẳn, trời chỉ còn duy trì nhiều mây, có mưa ở vài nơi, nên nhiệt có xu hướng tăng chậm với nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức từ 15 cho đến 23 độ. Xuôi xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 26 và ngày 27 trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét tại các tỉnh phía Bắc. Vào ngày 28 thì mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, vào ngày 26 phổ biến nhiều mây, có mưa rải rác, trời lạnh tại các tỉnh phía Bắc. Vào ngày 27 và ngày 28 tháng 12, mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng dần. Vùng cao Tây Nguyên trong những ngày tới, thời tiết ít có sự biến động, phổ biến ít mưa, ngày nắng và nhiệt độ ban trưa dao động quanh ngưỡng là khoảng 31 độ, trời lạnh về đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất chỉ khoảng 16 độ. Tại khu vực Nam Bộ trong những ngày tới, mây thay đổi, ngày có nắng vừa phải, chiều tối có mưa dông cục bộ ở các tỉnh ven biển, nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 31 cho đến 33 độ. Xin được chuyển sang khu vực Biển Đông. Trong những ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vẫn duy trì đới gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Còn khu vực Nam Biển Đông vẫn duy trì đới gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Mưa chỉ tập trung tại vùng biển phía Nam Biển Đông, còn các khu vực khác phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Thưa quý vị, như vậy là trong khoảng 2 ngày tới, thấy các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây và có mưa nhỏ rải rác. Sau ngày 28 tháng 12, mưa giảm chỉ còn duy trì ở diện vài nơi, tuy nhiên trời vẫn tiếp tục rét. Mưa còn duy trì tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong khoảng 2 ngày tới, sau đó mưa sẽ giảm dần chỉ còn xuất hiện ở diện vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết không có sự biến đổi đáng kể, trời phổ biến ít mưa, ngày nắng. Bản tin thời tiết cho 3 ngày tới, 25 tháng 12 đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.